미치고. Du hành thời gian hay xuyên không vốn là thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của các nhà làm phim hoặc tác giả viết truyện viễn tưởng. Với người bình thường như chúng ta thì về cơ bản, xuyên không là một ý tưởng không tệ cho các loại hình giải trí và đương nhiên nó không có thật. Thế nhưng, thật không thể tin được, các nhà khoa học tuyên bố rằng du hành thời gian xét về mặt lý thuyết là hoàn toàn có thể. Đó là những gì các nhà toán học từ Đại học British Columbia và Đại học Maryland, Canada kết luận trong một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Classical and Quantum Gravity. Cụ thể, các chuyên gia cho rằng tồn tại một cỗ máy có đủ áp lực để làm biến đổi không thời gian, space-time, khiến nó mất đi sự liên tục và thậm chí là đảo chiều là hoàn toàn có thể. Thậm chí, họ còn đề xuất một mô hình toán học để xây dựng cỗ máy thời gian. Chúng tôi đưa ra một bản vẽ cỗ máy thời gian được thiết kế dành cho một người. Nó là một cái hộp cho phép người ngồi trong có thể dịch chuyển đến tương lai hoặc ngược dòng chảy thời gian về quá khứ. Theo Pan Tepet, một trong các chuyên gia tham gia nghiên cứu, mọi người vẫn nghĩ xuyên không là một thứ gì đó quá viễn tưởng và con người có xu hướng nghĩ mọi chuyện là bất khả thi cho đến khi thực sự bắt tay vào việc. Thế nhưng, các tính toán cho thấy xuyên không hoàn toàn có thể xảy ra. Các chuyên gia cho biết, bất kỳ cỗ máy thời gian nào cũng phải có khả năng bóp méo không thời gian. Đây là thứ kết nối không gian vật lý với một thứ trừu tượng là thời gian của chúng ta. Trong các nghiên cứu trước kia, đã có nhiều bằng chứng cho thấy vật thể tạo ra lực hấp dẫn cực lớn như hố đen chẳng hạn có thể khiến thời gian chậm lại. Vậy nên nghiên cứu lần này cũng dựa trên một ý tưởng gần giống vậy. Với một lực cực mạnh, không thời gian sẽ bị bẻ cong, tạo thành một vòng tròn bao quanh vật thể. Và theo lý thuyết, nếu một vật có thể di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng, vật đó đang đi về quá khứ. Tuy nhiên, điều này không có ý nghĩa rằng con người có thể chế ra cỗ máy thời gian trong một sớm một chiều. Về lý thuyết là có thể, nhưng chúng ta vẫn chưa thể thực sự chế tạo ra cỗ máy thời gian vì không có đủ nguyên liệu. Thứ chúng ta cần tạm được gọi là vật chất lạ, thứ có thể bẻ cong không thời gian ở mức độ không tưởng, nhưng chúng ta chưa tìm ra nó, Tepet chia sẻ. Cùng với sự phát triển của thế giới tự nhiên, loài người chúng ta đang trên con đường hoàn thiện quá trình tiến hóa của mình. Bạn đã bao giờ tự hỏi sự tiến hóa này sẽ là một bước ngoặt như thế nào trong 1.000 năm tới chưa? Con người không chỉ tiến hóa một cách tự nhiên, mà thậm chí còn có thể sở hữu một cơ thể được tích hợp vô vàn các máy móc siêu thông minh. Ví dụ, cơ thể được gắn kết với những thiết bị và vi xử lý thông minh. Những loại thiết bị này sẽ tăng cường khả năng hoạt động của giác quan. Và thần thánh hơn cả, đó là biến con người thành những siêu anh hùng. Nhóm sáng chế thuộc trường đại học Oregon cho hay, họ đang nghiên cứu phát triển một loại mắt sinh học có khả năng giúp những người mù lấy lại thị lực của mình. Ý tưởng này được xem như tiền đề hỗ trợ khoa học hiện đại tạo ra nhãn thần giúp quan sát thấy những thứ vô hình xung quanh ta. Bạn hãy tưởng tượng mà xem, thật thú vị khi chúng ta có đôi mắt laser nhìn xuyên thấu mọi vật. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã sáng chế ra thiết bị trợ thính. Công dụng của loại thiết bị này sẽ giúp chúng ta có thể ghi âm, phát ra tiếng ồn trắng, một dạng tiếng ồn được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt, thông qua những ứng dụng tích hợp trên điện thoại thông minh. Rồi đến một ngày nào đó, các bộ phận nhân tạo không chỉ được sản xuất ra dành riêng cho người khuyết tật mà còn được cấy ghép vào chính cơ thể người thường để hỗ trợ cho mọi hoạt động sinh hoạt của họ. Không chỉ có ngoại hình bên ngoài thay đổi, hệ gen của loài người sẽ được phát triển ở mức độ vi mô để hỗ trợ cho sự sống và các hoạt động trao đổi chất. Nhóm nghiên cứu của trường đại học Oxford đã phát hiện thấy một nhóm trẻ em ở Nam Phi bị nhiễm HIV. Chúng vẫn có thể sống khỏe mạnh bình thường. Điều kỳ diệu là trong hệ gen của những đứa trẻ này có một hệ thống miễn dịch giúp ngăn chặn virus HIV tiến triển thành AIDS. Với sự hỗ trợ đắc lực của các công cụ chỉnh sửa gen như CRISPR,
chúng ta có thể nắm quyền kiểm soát hệ gen cùng ADN và chống chọi với các loại bệnh tật. Siêu nhiên hơn đó chính là việc đảo ngược tác động của lão hóa. Một hướng đi độc đáo khác của tiến trình lão hóa đó chính là đưa một vài người trong chúng ta lên sao hỏa. Sao hỏa hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời ít hơn 66% so với trái đất. Điều này có nghĩa là người trên sao hỏa sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn. Và bởi lực hấp dẫn của sao hỏa chỉ khoảng 38% so với trái đất, những người được sinh ra trên hành tinh này sẽ có chiều cao trung bình lớn hơn so với người trên trái đất. Robert Zubrin, một kỹ sư hàng không của Mỹ, chỉ ra rằng trọng lực thấp trên sao hỏa sẽ khiến cột sống của con người dài ra thêm một vài inch so với nhóm người sống trên trái đất. Tuy nhiên, việc di chuyển đến sao hỏa chưa được coi là một bước ngoặt vĩ đại của loài người trong 1.000 năm tới như yếu tố này. Đó chính là sự bất tử. Và con đường dẫn chúng ta đến cảnh giới ấy chính là việc tích hợp ý thức của loài người vào máy móc. Với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ hiện đại, các nhà khoa học ở Ý và Trung Quốc đã thực hiện cấy ghép đầu trên động vật. Điều này sẽ giúp họ tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi liệu ý thức có thể di chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác được hay không. Bước tiến tiếp theo chính là cấy ghép trên cơ thể người. Bất kể điều gì xảy ra trong 1.000 năm tới, nhân loại sẽ không ngừng thay đổi. Khi chúng ta cùng thay đổi và tách rời khỏi trái đất, thì khoảng cách từ sự sống đến tuyệt chủng chỉ còn là gang tấc. Goodbye, bye-bye, please.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.